Kính thưa quý vị, mối quan hệ Việt-Trung là một vấn đề phức tạp từ trước đến nay. Việt Nam và Trung Quốc đã đưa ra nhiều tuyên bố chung giữa hai nước khẳng định sẽ xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, kiểm soát tốt các bất đồng trên biển, không hành động làm phức tạp thêm tình hình và mở rộng tranh chấp. Điều này, nhiều người hy vọng ngoại giao cây tre Việt Nam sẽ làm cho quan hệ Việt-Trung ổn định. Nhưng Trung Quốc không từ bỏ tham vọng ở Biển Đông và gần đây nhất Trung Quốc tiếp tục cho tàu khảo sát hướng Dương 26 với nhiều tàu hộ tống tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam ngoài cửa vịnh Bắc Bộ đã gây ra khủng hoảng mới tại Biển Đông. Trung Quốc muốn lợi dụng khoảng trống quyền lực để triển khai âm mưu mới bất chấp luật pháp quốc tế. Vậy mục đích thực sự của Trung Quốc là gì? Việt Nam đáp trả như thế nào trước tình hình leo thang căng thẳng này? Thì chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Kể từ đầu năm 2024 đến nay, các cuộc đụng độ tại Biển Đông đang diễn ra ngày càng phức tạp hơn. Điều này dễ thấy nhất là việc Trung Quốc ngày càng ngang ngược hơn tại các vùng tranh chấp. Bài văn mẫu là miệng thì tuyên bố ủng hộ hòa bình, nhưng ngay sau đó lại xua tàu gây tranh chấp với các quốc gia khác. Sự cảnh giác luôn được đặt lên hàng đầu và thay vì lời nói, chúng ta cần thêm nhiều hành động hơn. Kể từ năm 2012, Trung Quốc ngày càng gia tăng chiến thuật vùng xám, biến những vùng bình thường thành những vùng tranh chấp và chiếm đoạt từng bước một. Bằng chứng là họ đã thành công với việc chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines và đưa giàn khoan HD981 vào vùng biển lãnh hải của Việt Nam và tiếp tục có tranh chấp với Malaysia, Indonesia và Philippines. Với Việt Nam, đã có hai cuộc đụng độ quy mô lớn tại bãi Tư Chính năm 2019 và đá Ba Đầu năm 2021. Bước sang năm 2024, Trung Quốc đang quyết định mạnh mẽ hơn. Chính từ đó cho chúng ta thấy được rằng Việt Nam và các quốc gia khác lại có những cách nhìn khác nhau về vấn đề tranh chấp. Trong cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 đã đưa tin tàu Hải Dương 26 của Trung Quốc hoạt động ở vùng biển Việt Nam ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, khảo sát trái phép các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Từ năm 2023 tới nay, Trung Quốc đã triển khai nhiều đợt tác nghiệp của tàu định danh, nghiên cứu, khảo sát tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như tàu HD4 vào đầu tháng 3 năm 2023. Nhưng điều đáng nói là tàu XIH10 đã tiến sâu hơn vào sát bờ biển Việt Nam và ngang nhiên tiến hành các hoạt động mà Trung Quốc cho là bình thường nhằm khẳng định đường chiến đoạn phi pháp của họ. Hành động này đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Các vị trí của các tàu này đánh dấu một mốc mới khi họ tiến vào rất sâu với lộ trình hoạt động sát Việt Nam, đã thách thức trực tiếp các mỏ dầu khí có trữ lượng lớn thuộc địa bàn khai thác truyền thống của Việt Nam. Báo chí Trung Quốc cũng đã thừa nhận số lượng lớn các tàu Trung Quốc đang hiện diện ở phía Nam Biển Đông với số lượng tàu Trung Quốc gấp 10 lần so với tàu Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên vì từ tháng 3 năm 2023, tàu Trung Quốc đã xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đối đầu ở khu vực bãi Tư Chính. Theo như nhiều chuyên gia của thế giới nhận định, âm mưu của Trung Quốc lần này nhằm xóa bỏ hoàn toàn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Điều này đang củng cố đường cơ sở mà Trung Quốc tung ra hồi đầu tháng 3 năm 2024. Đường cơ sở mới này không phù hợp với UNCLOS bởi một số điểm cơ sở nằm quá xa bờ biển. Nó có thể dẫn đến những phức tạp trong các hoạt động hàng hải, bao gồm tự do hàng hải, nghiên cứu khoa học và nỗ lực kinh tế trong khu vực. Nó có thể dẫn đến nguy cơ Trung Quốc có thể định hình lại các ranh giới trên biển trong khu vực để khẳng định các yêu sách và quyền tài phán của mình ở Vịnh Bắc Bộ, vốn đã được xác định rất rõ trong Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đã ký vào ngày 25 tháng 12 năm 2000 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2004. Bên cạnh đó, tranh chấp về yêu sách lãnh thổ có thể cản trở sự hợp tác trong các vấn đề như bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên và làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động này và tôn trọng quyền chủ quyền của Việt Nam theo luật biển năm 1982. Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông. Chúng ta vẫn nêu những tuyên bố quen thuộc nhưng từ một bức ảnh chụp được, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam đang có một góc nhìn khác về tranh chấp. Cho đến thời điểm này, chỉ có duy nhất một bức ảnh được chụp về tàu HD26 xâm phạm vùng vịnh Bắc Bộ đã nói lên một điều rằng Việt Nam luôn cảnh giác và đề phòng Trung Quốc bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu, dù là vùng không tranh chấp trên lý thuyết. Việc phân chia vịnh Bắc Bộ với vùng biển phía Nam của Trung Quốc đã xong từ năm 2007, nhưng sự kiện HD981 vào cuối năm 2014 lại cho một bài học quan trọng trong mối quan hệ với Trung Quốc. Luôn phải có hợp tác, song cũng luôn có những bất đồng. Việt Nam đánh giá cao các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc là một động lực để phát triển, nhưng cũng luôn cảnh giác.
để làm sao không bị phụ thuộc hoàn toàn vào họ. Đồng thời thì càng cần cảnh giác với những hành động gây hấn bất thình lình của họ. Và sự kiện HD26 này đã phần nào nói lên điều đó, khi chỉ vừa vài tháng trước thôi, các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên vẫn đang diễn ra đầy tốt đẹp, thì ngày hôm nay một con tàu của họ đã xuất hiện ngay sát sườn chúng ta. Việt Nam chúng ta hiện nay không còn bất ngờ như năm 2014 mà chúng ta đã đoán trước được, khi lực lượng chấp pháp của chúng ta đã có mặt sẵn để đề phòng trường hợp này. Đây là tâm thế của Việt Nam trong mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Đồng thời, phần nào đó nó lên cách nhìn nhận của chúng ta về các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông là điều tất yếu với một quốc gia đầy tham vọng như Trung Quốc. Không thể ảo tưởng những lời tiếng thông thường hay một lời nói cứng rắn có thể thay đổi được điều gì. Ở trường hợp này, thay vì lời qua tiếng lại giống như Philippines, thì Việt Nam đã chọn cách nâng cao sức mạnh của mình để đủ sức đối phó với Trung Quốc, cũng giống như cha ông ta ngày xưa chống lại giặc phương Bắc. Một mặt vẫn tỏ ra thần phục, tiếp nhận sắc phong theo đúng câu nói, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thế nhưng đồng thời vẫn cho sắm sửa binh khí, tích trữ lương thảo, động viên nhân dân. Chỉ cần giặc phương Bắc có ý định động binh là cả nước đều sẵn sàng vào tình trạng chiến tranh. Điều quan trọng là chúng ta chống lại giặc phương Bắc xâm lược không chỉ đến từ việc vua ta đồng lòng, anh em hòa hợp, mà đó còn là vì tâm thế của chúng ta luôn trong trạng thái phải sẵn sàng cho một cuộc xung đột với chúng. Ngay ở thời điểm hiện tại, chúng ta cũng có thể thấy được điều này. Năm 2024 này, khi ta đã thấy hành động leo thang căng thẳng chưa từng có của Bắc Kinh, theo tường thuật trực tiếp của hãng tin Inquirer của Philippines, kể từ ngày 22 tháng 4 cho tới nay, thì Philippines và Trung Quốc đang có tranh chấp quyết liệt tại khu vực bãi cạn Scarborough và một số khu vực quanh bãi cỏ mây. Theo truyền thông của Philippines, hành động này được xem là lời đáp trả của Trung Quốc cho cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Balikatan giữa Mỹ và Philippines cùng với một số quốc gia đồng minh của họ, bao gồm Mỹ, Pháp và Philippines, kéo dài từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5. Theo đó, 4 tàu hải cảnh và 6 tàu dân binh của Trung Quốc đã di chuyển rất nguy hiểm và cản trở 2 tàu của Philippines đang thực hiện cuộc tuần tra tiếp tế cho ngư dân của họ tại khu vực bãi cạn. Vào thời điểm xảy ra vụ xích mích, hai tàu của Philippines khi cách bãi cạn 12 hải lý, thì một tàu hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng tấn công hai con tàu này. Khi cách bãi cạn hơn 900 mét, hai tàu khác của Trung Quốc cũng xịt vòi rồng từ hai phía, khiến lan can và mái che của Philippines bị hư hại. Ngoài ra, Philippines còn tố rằng Trung Quốc đã thiết lập 380 mét dây phao chặn nối vào bãi cạn. Các vụ đụng độ này diễn ra khi cuộc tập trận giữa Mỹ, Pháp và Philippines vẫn đang diễn ra, tức là đang có sự hiện diện của chiến hạm và ngàn binh lính Mỹ, Pháp ở đó. Như vậy có thể thấy rằng, căng thẳng Mỹ-Trung đã gia tăng thêm vài cấp độ so với trước đây. Còn nhớ cách đây vài năm, mỗi khi tàu Mỹ xuống Biển Đông tập trận, vừa rút đi thì tàu Trung Quốc mới dám kéo vào. Còn bây giờ thì mọi chuyện đã khác, khi Mỹ và đồng minh vẫn đang còn tập trận ngay ở Biển Đông, thì lập tức Bắc Kinh đã đáp trả thẳng thừng và rất quyết liệt bằng các cuộc tập trận cùng thời điểm gây sự với đồng minh chiến lược của Washington. Ngay trước mặt lực lượng của cường quốc quân sự số 1 thế giới mà không nể nang bất cứ điều gì, Mỹ lúc này ngay cả chữ quan ngại cũng không dám lên tiếng để giúp anh bạn đồng minh của mình. Trong khi đó, ngay sau khi kết thúc cuộc tập trận, Philippines vẫn như mọi khi, họ tốn khá nhiều câu từ với chiếc loa phóng thanh ngoài đại dương. Mới đây, Tổng thống Philippines nêu ranh giới đỏ ở Biển Đông, coi là hành động chiến tranh nếu điều này xảy ra. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La, Tổng thống Philippines Marcos đã cảnh báo rằng bất kỳ công dân Philippines nào thiệt mạng bởi một quốc gia khác ở Biển Đông thì nó sẽ rất gần với một hành động chiến tranh. Tổng thống Marcos đã nhiều lần đề cập tới các tranh chấp trong bài phát biểu của mình. Theo ông, những hành động bất hợp pháp, cưỡng bức, gây hấn đã tiếp tục bị vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines, đồng thời khẳng định Manila sẽ bảo vệ chủ quyền của mình tới từng mm vuông. Cuối cùng, làm như vậy thì cũng chẳng hơn gì ông Duterte trước kia tuyên bố là sẽ dùng cano ra biển, cắm cờ lên bãi cạn Scarborough. Trong khi Việt Nam chúng ta thì đã thay đổi tâm thế, coi việc đối đầu với Trung Quốc ngoài Biển Đông là điều ắt phải xảy ra trước tham vọng bá quyền của Bắc Kinh, thì Philippines vẫn chưa thay đổi tâm thế, vẫn dựa vào những lời nói cứng rắn, đồng thời là cái uy danh của ông bạn đồng minh Hoa Kỳ để hy vọng rằng Trung Quốc sẽ không dám làm căng. Thế nhưng điều này đã phản tác dụng khi chỉ vừa vạch ra làn ranh đỏ vào ngày 2 tháng 6, thì chỉ ngày hôm sau, căn cứ theo hệ thống định vị hàng hải AIS, Hoa Kỳ đã xác định có đến 32 tàu dân binh của Trung Quốc đã tràn xuống Biển Đông, trong đó đa phần là tràn xuống khu vực bãi cạn Scarborough. Một tàu xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực bãi tư chính của Việt Nam, một tàu xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia,
về phần đụng độ ở bãi Tư Chính, lâu nay Trung Quốc luôn có ý đồ ở đây. Đó không phải là ý định mới của Trung Quốc, mà tham vọng ở bãi Tư Chính cùng vấn đề Biển Đông, cũng như tham vọng độc quyền chiếm Biển Đông đã được Trung Quốc lên chiến lược và lập trình từ rất lâu và được phôi thai ngay từ khi thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949 với tham vọng vươn lên làm bá chủ thế giới. Để đạt được tham vọng này, Trung Quốc phải trở thành cường quốc biển, phải độc chiếm và thống trị Biển Đông, kho tài nguyên thiên nhiên, hải sản và khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt, băng cháy, giàu có và tuyến hàng hải quan trọng nhất của thế giới. Vì vậy, ngay trong tuyên bố của mình năm 1958, khi ban hành luật về lãnh hải, Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền đối với Tây Sa và Hoàng Sa, nhưng trên thực tế đó là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trong các tài liệu nghiên cứu của Trung Quốc, ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, đều khẳng định Biển Đông là bể cá vàng, là con đường sinh mệnh, là yết hầu của Trung Quốc, đặc biệt là sau báo cáo của Ủy ban Kế hoạch Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc từ năm 1969, dự báo Biển Đông là một nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt dầu mỏ và khí đốt. Trung Quốc bắt đầu để mắt đến Biển Đông. Đến năm 1992, Trung Quốc ngang ngược ký hợp đồng thăm dò dầu khí trên bãi Tư Chính của Việt Nam với một công ty tư nhân của Mỹ tên là công ty Creston. Hợp đồng phi pháp này đã bị Việt Nam và cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phản đối. Đến năm 2009, Trung Quốc chính thức đệ trình lên Liên Hợp Quốc về yêu sách đường lưỡi bò phi pháp nuốt trọn gần như toàn bộ Biển Đông, vi phạm các chuẩn tắc cơ bản của Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc mà Trung Quốc đã cam kết. Trung Quốc muốn giải khát cơn năng lượng ngày càng tăng với cấp số nhân và bảo đảm về mặt an ninh năng lượng để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế rất mạnh với tham vọng vươn lên siêu cường và cảnh sát trưởng thế giới. Các chuyên gia và nhà cầm quyền Trung Quốc từ lâu đã dự báo về sự khát năng lượng của nước này. Hiện nay, Trung Quốc đang nhập khẩu tới 60% dầu mỏ. Đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên 66,6% và đến năm 2040 sẽ là 75%. Hơn thế nữa, khoảng hơn 7 năm nay, xung đột tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi mà gần đây nhất là những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, nơi lượng dầu mỏ của Trung Quốc chủ yếu được nhập khẩu qua eo biển Hormuz, khiến Trung Quốc cảm thấy bất an. Nếu căng thẳng leo thang, Iran hoàn toàn có thể tính đến phương án phong tỏa eo biển này. Điều này khiến Trung Quốc gặp muôn vàn khó khăn khi chính các chuyên gia nước này ước tính tổng dự trữ dầu mỏ của Trung Quốc không vượt quá 10 đến 15 ngày. Chính vì Trung Quốc đã coi kế hoạch trên Biển Đông là một lập trình, thì Việt Nam cũng xem đây là cuộc chiến lâu dài, không phải ngày 1, ngày 2 có thể xảy ra. Ở bãi Tư Chính là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có nhiều mỏ dầu khí quan trọng và các nhà giàn đóng quân tại đó. Vậy nên Việt Nam luôn duy trì một đội từ 12 đến 20 tàu tuần tra ở đây, chỉ chờ Trung Quốc có ý đồ xâm phạm là truy cản ngay. Còn về phần Philippines, rõ ràng là lời nói của ông Marcos không chỉ khiến Bắc Kinh run sợ mà còn khiến họ hành động mạnh hơn. Khi chỉ vừa nói xong thì Trung Quốc đã điều tàu xuống đây. Thủ đoạn như nói ở trên là biến vùng yên bình thành vùng tranh chấp, rồi từ đó biến vùng tranh chấp thành vùng của mình. Không biết là sau sự việc này, Philippines có thêm phản ứng gì hay không? Và ông bạn đồng minh siêu cường số 1 thế giới có lên tiếng quan ngại giúp hay không? Giống như trong sự kiện bãi cạn Scarborough năm 2016, bài học về bãi cạn Scarborough vẫn còn đó. Khi Trung Quốc chiếm được bãi cạn này, Mỹ thực tế đã không làm gì cho đồng minh thân cận của mình ở Đông Nam Á. Mặc dù các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông cấu thành một sự vi phạm luật pháp quốc tế rất rõ ràng, bao gồm phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế vô hiệu hóa các yêu sách của Trung Quốc, nhưng đã có rất ít sự phản đối từ ba chính quyền Mỹ liên tiếp. Kết quả là Trung Quốc đã đơn phương mở rộng biên giới trên biển mà không cần bắn một phát súng nào. Trong khi việc đẩy Philippines ra khỏi bãi cạn hay chiếm được các thực thể ở Biển Đông có ý nghĩa quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Trung Quốc là sự khẳng định chủ quyền trong khu vực đường 9 đoạn và sau này là đường 10 đoạn. Việc này lại được xếp hạng khá thấp trong số các lợi ích quốc gia cốt lõi của Mỹ. Mặc dù có thể gây thất vọng, không có gì sẽ đảm bảo cho sự bảo vệ từ một quốc gia cách xa nửa vòng trái đất nếu có cuộc xung đột leo thang tại Biển Đông. Việc duy trì chính sách cân bằng giữa các nước lớn sẽ giúp Việt Nam tránh phụ thuộc vào một tác nhân duy nhất, hạn chế các lợi ích của mình. Các biện pháp pháp lý và giải pháp cơ bản, bền vững và lâu dài, văn minh, phù hợp với sự thật khách quan, phù hợp với xu thế chung của nhân loại và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Đây cũng là giải pháp ưu việt nhất, tối ưu nhất, là bảo kiếm, là nỏ thần của Việt Nam thời hiện đại. Việt Nam không phụ thuộc vào nước thứ ba để đối phó với Trung Quốc, thay vào đó là Việt Nam tự dựa vào sức của mình. Việt Nam đã coi việc tranh chấp với Trung Quốc là điều tất yếu
và là chuyện thường ngày. Đương nhiên là không thể chỉ dựa vào vài bức ảnh đó, là vì chỉ vừa tháng 4 năm 2024 vừa qua, Việt Nam và Trung Quốc đã ký một biên bản ghi nhớ về việc lập đường dây nóng giữa quân chủng Hải quân Việt Nam với chiến khu miền Nam của Trung Quốc. Sự kiện này được xem là một dấu mốc ngoại giao giữa hai nước và được xem là tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi những thông tin nóng, giúp giải quyết kịp thời những tranh chấp không để xảy ra đụng độ và giảm thiểu khả năng căng thẳng trên biển. Vậy nhưng ngay cả khi ký xong, Việt Nam thay vì một cái thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng ký giấy trắng mực đen thì yên tâm, thay vào đó là một tâm thế sẵn sàng cho đụng độ. Và đúng như vậy, chỉ 2 tháng sau, chúng ta đã có bức ảnh ở trên. Đúng như câu nói về quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc là theo kiểu bắt tay còn chân đạp. Giống như các cụ ngày xưa đi sắm sửa vũ khí trong lúc mà các bên còn bận võ mồm trên truyền thông. Với Việt Nam, chúng ta đã tranh thủ mở rộng đảo với vận tốc được xem là nhanh nhất chưa từng có trong lịch sử. Theo số liệu hình ảnh được sáng kiến minh bạch hàng hải thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã mở rộng đáng kể trên 10 thực thể tại Trường Sa. Hiện nay, tổng diện tích bồi đắp của Việt Nam đã lên tới 2.360 mẫu anh, tương đương với 955 hectare, hay là 9,5 km2, bằng một nửa diện tích đất mà Trung Quốc đã bồi lấp trái phép trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Điều đáng nói là năm 2021, diện tích đất bồi lấp của Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Trung Quốc. Thế nhưng, trong chưa đầy 3 năm, chúng ta đã có được những bước tiến thần tốc tại đây bằng 1/2 của họ. Tất nhiên, chúng ta không cố gắng phát động một cuộc chạy đua xây đảo ở Biển Đông, khi mà chúng ta đều biết rằng Trung Quốc họ có tiềm lực hơn tất cả Đông Nam Á cộng lại. Thế nhưng cũng cho thấy rằng Việt Nam luôn cảnh giác Trung Quốc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đồng thời, chúng ta cũng đưa ra thông điệp Việt Nam có thể gác lại quá khứ, thế nhưng không quên lịch sử đau thương, và dù rằng chiến tranh là hy sinh mất mát, thế nhưng chủ quyền lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng mà Việt Nam không bao giờ nhân nhượng. Chúng ta không bao giờ quên lời thề của Đại tướng Lê Đức Anh trước hương hồn của cán bộ chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau, quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Đó là lời thề của Đại tướng Lê Đức Anh nhân chuyến thăm cán bộ chiến sĩ Trường Sa năm 1988. Ý chí sắt thép của lời thề là kim chỉ nam để cho thế hệ cán bộ chiến sĩ Trường Sa quyết tâm chiến đấu giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa thời bình lặng im tiếng súng. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.